Cô thân chào tất cả các học sinh khối lớp 6. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta cùng nhau ôn tập lại những nội dung kiểm tra giữa học kỳ 2 ở bộ môn ngữ văn các em nhé. Thời gian làm bài của chúng ta là 90 phút. Giới hạn, các em sẽ ôn tập tất cả nội dung từ từng 1 đến từng 5 học kỳ 2. Đặc biệt, em ôn cho cô các chủ điểm 6, điểm tựa tinh thần, chủ điểm 7, gia đình thương yêu. Lưu ý, chúng ta sẽ không ôn tập những văn bản tự học có hướng dẫn các em nhé. Các em ạ, cấu trúc đề gồm có hai phần. Phần 1, 4 điểm. Chúng ta sẽ được tìm hiểu các văn bản Ôn kỹ, Gió lạnh đầu mùa, Tuổi thơ tôi, Chủ điểm của tuần 6 và tuần 7, Những cánh buồm, Mây và sóng. Ở phần này, chúng ta phải biết nhận biết, thông hiểu về tác giả, tác phẩm, thể thơ, phương thức biểu đạt chính, ngôi kể, nội dung của văn bản, những thông điệp mà văn bản gợi ra cho chúng ta hoặc chủ đề. Ở phần tiếng Việt, chúng ta tập trung vào dấu ngoặc kép sách giáo khoa trang 6. Chúng ta biết phát hiện ra những yếu tố tiếng Việt, tìm ra công dụng của dấu ngoặc kép. Bài thứ hai đó là từ đa nghĩa từ đồng âm sách giáo khoa trang 27. Tương tự, chúng ta cũng nhận biết được từ đa nghĩa từ đồng âm và công dụng của chúng. Bây giờ chúng ta cùng sang phần 2, viết bài tập làm văn. Ở phần này, các em thấy chúng ta phải làm một bài tập làm văn và thang điểm của bài tập làm văn này là 6 điểm. Chúng ta sẽ làm kiểu bài viết một bài văn nêu cảm nhận của em về một bài thơ đã học. Cô ví dụ như là bài Việt Nam quê hương ta hoặc Những cánh buồm. Ở phần này, chúng ta sẽ xem lại phần kỹ năng viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ ở sách giáo khoa trang 36, trang 37. Chúng ta lưu ý phần yêu cầu đối với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ. Đầu tiên, chúng ta phải đảm bảo yêu cầu về hình thức của đoạn văn, trình bày cảm xúc về một bài thơ, sử dụng ngôi thứ nhất để chia sẻ cảm xúc. Các câu trong đoạn văn cần được liên kết với nhau chặt chẽ để tạo sự mạch lạc cho đoạn văn. Cấu trúc của một đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ gồm có 3 phần. Mở đoạn, giới thiệu về nhan đề, tác giả và cảm xúc chung về bài thơ, câu chủ đề. Thân đoạn, chúng ta trình bày cảm xúc của người đọc về nội dung và nghệ thuật của bài thơ, làm rõ cảm xúc bằng những hình ảnh, từ ngữ được trích từ bài thơ. Kết đoạn, khẳng định lại cảm xúc về bài thơ và ý nghĩa của nó đối với bản thân. Như vậy, cô vừa nêu lại cho chúng ta yêu cầu với đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ. Còn đối với một bài tập làm văn thì các em thấy là nó phải khác hơn, đúng không ạ? Nó cũng gồm có 3 phần. Đó là mở bài, thân bài và kết bài. Ở phần này thì chúng ta lưu ý. Ở phần mở bài,
dùng ngôi thứ nhất để ghi lại cảm xúc về bài thơ. Nêu lên nhan đề, tên tác giả và cảm xúc khái quát của em về bài thơ ấy. Ở phần thân bài, chúng ta trình bày cảm xúc về bài thơ theo một trình tự hợp lý bằng các đoạn như ở phần đầu cô vừa hướng dẫn. Chúng ta nêu ra những dẫn chứng bằng một số từ ngữ, hình ảnh gợi cảm xúc trong bài thơ mà em thấy là đặc sắc, gợi cho em những ấn tượng. Hoặc chúng ta có thể sử dụng một số từ ngữ tạo sự liên kết chặt chẽ giữa các câu trong cùng một đoạn văn. Và khi viết một bài tạo làm văn thì chúng ta phải có các đoạn văn liên kết với nhau về phần nội dung cũng như hình thức. Ở phần kết bài, chúng ta khẳng định lại cảm xúc và ý nghĩa của bài thơ đối với bản thân. Và có thể chúng ta nêu ra những ấn tượng của bản thân hoặc những hành động, bài học chúng ta rút ra được từ trong tác phẩm ấy. Trên đây là phần nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2 môn ngữ văn. Cô mến chúc các em sức khỏe, học tập tốt. Thân ái, chào tạm biệt các em. Hẹn gặp lại các em vào những tiết học sau.